Vâng, xin chào các quý vị và các bạn. Tôi đang đứng ở tại Khải Hoàn Môn Constantino. Đây là Khải Hoàn Môn mà được xây dựng trước công nguyên. Đây là phiên bản chính thế kỷ thứ tư trước công nguyên. Và Napoleon đã mang cái gốc Khải Hoàn Môn này mang về Pháp để xây dựng thế kỷ thứ 18. Bên này là làng cổ, mà như tôi đã giới thiệu trước đây là cái ngôi làng mà do Platino là hai anh em được cho sói nuôi ở trong rừng. Và đây là thành La Mã Constantino. Và cái thành này tôi sẽ cho các quý vị xem. Trong thành này có năng lượng rất là kém, bởi vì cái đấu trường này là một cái đấu trường mà được xây dựng từ năm 72 của thế kỷ thứ nhất. Tuy nhiên năm 80 thì trong 100 ngày đầu tiên thì đấu trường này trong 100 ngày đã có khoảng 5.000 con thú chết. Và quý vị các bạn thấy rằng là cái đấu trường này là cho những người ví dụ như là nhà vua chúa hoặc là tất cả. Và đây đang chụp cảnh với tất cả các đoàn chị sĩ Thụy Điển. Và bao nhiêu nhà báo chụp ảnh. Vâng, và đây là cái đấu trường La Mã. Thì đấu trường La Mã Constantino này ở trong tôi đo được địa sinh học rất là kém, chỉ có 2.500 đơn vị. Vâng, phía trong này tôi vừa đi ra. Và lịch sử có nói rằng là cái đấu trường này là vua sẽ tha tội chết cho những tử tù với điều kiện là vào đây đấu với các còn thú giữ, để nếu chiến thắng thì sẽ được sống, và nếu như thua thì các vị biết đấy là các con thú nó sẽ giết chết con người đó. Và có những người là chưa kịp đấu và nhìn thú đã đứng tim mà chết rồi. Và ở đây các quý vị sẽ thấy rằng có rất nhiều cái lỗ chỗ ở trên. Tôi xin giới thiệu thêm là cái đấu trường này được xây bằng đá. Chúng ta nhìn đá trắng. Trước đây đá đã được kết nối với nhau bằng những cái ống đồng, Nhưng sau cái thời kỳ của đạo Công giáo lên ngôi thì Đức Giáo Hoàng đã thời thứ nhất, thứ hai đã lấy tất cả cái đồng này để về đúc các khi mà cần cái số lượng đồng lớn thì họ đúc hết ra. Cho nên là quý vị sẽ thấy rằng là ở đây nó có những cái lỗ mà tưởng là đạn pháo bắn nhưng không phải, đấy là những cái ống đồng bị rút ra để đúc cho Vatican. Hôm nay trời chiều lòng người chúng tôi vì sáng nay là mưa, nhưng khi xuống ô tô thì chúng tôi được một cái thời tiết rất là đẹp. Và ở bên cạnh đó là làng cổ Palatino, chúng ta sẽ thấy. Nhưng cái làng này thì có năng lượng là chỉ số Bovit rất cao, đó là từ cho tận đến vô cực được. Cho nên là chúng ta thấy là cái làng này rất là tuyệt vời. Nhưng ở đây thì năng lượng âm rất là lớn. Đây là đấu trường La Mã, năng lượng âm cực lớn. Và năng lượng địa sinh học ở đây là chỉ có 2.500 đơn vị. Cho nên là chúng ta sẽ thấy là tại sao họ lại lấy cái chỗ này để làm đấu trường. Thì chắc là một cái huyệt mà huyệt tồi nhất của Rome, tôi nghĩ là ở đây.
và ở đây du khách đến rất nhiều, nhưng mà chúng tôi cứ phải cảnh tỉnh bởi vì ở đây móc túi, nạn móc túi rất là nhanh và rất nhiều người đã mất tiền trong túi. Có những người diễn tả là nó móc ví ra và lấy tiền, sau đó lại trả ví lại vào túi mình mà lúc nào mình cũng không biết. Có thể để cảnh tỉnh cho những ai mà đi du lịch ở Ý và Tây Ban Nha, Pháp là vân vân, là những cái nước mà bây giờ cái người nhập cư rất là đông, cho nên là họ làm những cái điều không tốt và làm cho trật tự an ninh hoàn toàn không tốt. Vâng, quảng trường La Mã đây. Cái này là đấu trường La Mã, xin lỗi các bạn. Vâng, mọi chi tiết xin liên hệ với số điện thoại vẫn không thay đổi là 0934 559 559, theo Zalo và Viber. Và quý vị có thể vào trang web của chúng tôi, có đăng tải tất cả các lớp học từ của Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, đó là trang web nguyenngocson.vn. Xin chào tạm biệt các quý vị.